1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 10. Xin chào toàn thể anh em. Chào mừng em quay trở lại với Thế Anh Audio. Và để tiếp tục các video đầu xuân năm mới thì bên em đây sẽ chính thức giảm giá cho các bác 5 chiếc số lượng ngày hôm nay nhé. 5 chiếc vang cơ lấy số ETC Pro Audio có mã là DK890 với một mức giá là em cam kết là giá tốt nhất thị trường. Cộng thêm nữa là ngày hôm nay nhá, sẽ có 2 phần quà. Đấy, em bật mí là có 2 phần quà cho các bác là mua những chiếc vang cơ đại số này. Thì em sẽ báo giá ở cuối video, cũng như là có những phần quà em sẽ báo ở cuối video. Thì rất mong muốn là các bác đang theo dõi video nhá, bỏ ra 3 giây hoan hỉ cho bên em xin một đăng ký kênh cũng như là nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ anh em luôn ạ. Anh em nhá, đầu xuân năm mới các bác đi qua theo dõi, rất là mong muốn các bác hoan hỉ nhá cho bên em Simonai ạ. Anh em bỏ ra 3 giây thôi, chỉ mất 3 giây cho bên em Simonai một đăng ký kênh và nhấn chuông. Cảm ơn các bác và anh em rất là nhiều. Và đây, phiên bản ETC Pro Audio DK890. Đây là phiên bản cao cấp nhất trong tầm giá của nó. Và em khẳng định được chất âm của nó cực kỳ là hay nhá. Trong vòng những chiếc vang là 1,5 triệu, 1,6 triệu thì đây khẳng định luôn các bác, đây là dòng vang cơ lai số hay nhất. Và giá thì em cam kết là giá cực kỳ tốt cho các bác và anh em trong video ngày hôm nay ạ. Về đây em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác nhá. Với mặt trước của nó là một cái tấm kim loại phay nhôm được sơn tĩnh điện màu đen, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, đây là mặt tấm kim loại nhá, không phải mặt nhựa đâu ạ. Đấy, dòng cao cấp, đây là tấm kim loại cũng như là thiết kế rất là hiện đại. Màn hình hiển thị ở giữa sẽ hiển thị số, tất cả các thông số anh em thay đổi thì nó hiển thị ở đây. Và bên trái nó sẽ các cái nút để điều chỉnh, ví dụ như là các cổng kết nối là input này, chống ngú này, ưu tiên chế độ là ưu tiên mic phát biểu đấy, và equalizer riêng biệt. Và bên này sẽ là tăng giảm của mic này, của nhạc và effect, cũng như là anh em ấy control này nhá. Thiết kế cực kỳ hiện đại, control xoay sang phải là tăng này, xoay sang trái sẽ là giảm này. Đấy, cực kỳ cao cấp cho các bác và anh em. Và phiên bản này đây là hàng chính hãng của ETC. Đây, sẽ giới thiệu cho các bác và anh em nhá, ETC Pro Audio hàng chính hãng. Đấy, có tem của sản phẩm này, tem của hãng này, tem bảo hành điện tử của sản phẩm. Và phiên bản 2024 sẽ có tem, đây tem 2024 cho các bác. Đấy, vừa mới ra mắt trên thị trường thôi ạ. Đây phiên bản mới nhất và lô này vừa mới về cho các bác và anh em thôi ạ. Đây đằng sau của nó, giới thiệu cho các bác và anh em nhá. Đằng sau của nó thì sẽ trang bị cho các bác và anh em đầy đủ này, các đường kết nối là cổng quang optical, bluetooth, đường COA hay là các đường nhạc vào bằng hoa sen AUX1, AUX2 đầy đủ. Và đường ra thì có hai đường ra chính, anh em thường ra xuống kết nối với cả đẩy hoặc là âm ni, anh em sẽ ra L out và R out. Sau đó là anh em có thể có súp thì sử dụng một đường ra súp ở đây, hoặc là hai súp, anh em có thể ra bằng hai rắc hoa sen ở đây. Và có phiên bản này sẽ có hai lỗ cắm mic đằng sau, mic A và mic B. Đấy, cực kỳ cao cấp. Đây là các cái lúm để anh em chỉnh cái giới hạn, ví dụ là preset là von, là giới hạn volume của nhạc. Và đây là volume A và volume B thì nó sẽ giới hạn volume của mic. Đấy, đằng sau của nó đầy đủ cho các bác và anh em đầy đủ các kết nối đường vào và đường ra cao cấp nhất hiện nay. Và tính năng của nó thì em sẽ giới thiệu cho anh em. Đầu tiên phải nói đến con chip xử lý. Con chip xử lý là chip DSP xử lý tiếng cực kỳ hay, tiếng nhạc và tiếng mic cực kỳ hay qua chip xử lý DSP của Mỹ nhá, nên rất là hay cho các bác và anh em. Cộng thêm nữa con này nhá, chống ú, về phần chống ú con này có 5 cấp độ chống ú. Đây, anh em có thể tắt đi này, 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, 5 cấp độ chống ú, gần như là chống ú hoàn toàn tuyệt đối cho các bác. Đặc biệt các bác đang sử dụng âm ni hát karaoke bị hú nhá, hay là những chiếc vang cơ ngày xưa không có chống ú, thì anh em mua những chiếc vang cơ này, vang cơ đại số này thì chống ú tuyệt đối cho các bác luôn. Đấy, gần như là tuyệt đối vì 5 cấp độ chống ú. Thêm nữa con này sẽ trang bị cho các bác và anh em là một cái equalizer riêng biệt. Đây, đấy, các cái thể loại thịnh hành nhất hiện nay bao gồm anh em thể chọn classic này, pop này, dốc này, da này. Đấy, các thể loại thịnh hành nhất để anh em làm sao là nghe nhạc nó được đồng bộ. Cái equalizer cũng thể loại anh em nghe nhạc nó được đồng bộ và rất là hay cho các bác và anh em. Thêm một nữa là một cái ưu điểm con này nhá, dòng vang cơ lai số thì không thể bỏ qua tiếng dì vật của nó, đúng không ạ? Thì đây, phiên bản này sẽ có cả echo và dì vật riêng biệt. Đây nhá, giới thiệu cho các bác, đây phần dì vật phone này, dì vật time này và cắt tần số dì vật. Đây là cái ba chức năng của tiếng dì vật. Tiếp theo nữa là phần delay, phần LR delay phải, và phần repeat là của phần echo, chức năng của echo. Đấy,
3 chức năng để chỉnh tăng giảm của dì vật và 3 chức năng chỉnh tăng giảm của eco riêng biệt cho các bác. Lên thật sự anh em này, tiếng eco cực kỳ ngọt ngào và tiếng dì vật rất là sáng tiếng. Cũng như là dòng này sẽ vẫn là sẽ trang bị cho các bác là những chiếc điều khiển từ xa. Đây, những chiếc điều khiển từ xa là anh em điều chỉnh tăng giảm của mic, tăng giảm của effect và tăng giảm của nhạc, cộng thêm các cổng kết nối chống hú đầy đủ cho các bác qua những chiếc điều khiển từ xa này. Đấy, anh em yên tâm nhá, chỉ cần từ xa điều khiển không phải đứng dậy mà vặn. Và ngày hôm nay nhá, em sẽ tặng thêm quà cho các bác. Thì trước khi em báo giá và tặng quà thì em sẽ test cho anh em nghe tiếng nhạc, tiếng mic để em nghe và cảm nhận nhá. Dòng Vanker đa số sử dụng chip DSP của Mỹ, nó hay đến tầm như thế nào anh em nhá. Đấy, sau đó là báo giá cực kỳ tốt cho các bác. Đây em nghe trực tiếp ạ. Đấy, tiếng nhạc rất là hay nhá. Và qua chip xử lý DSP nó cực kỳ hay. Và anh em nghe tiếng mic của nó đây. Em sẽ alo tiếng mic nhá. Nền 7890 6790 Nền 7890. Đấy, cực kỳ ngọt ngào. Echo rất là ngọt ngào và dì vật cực kỳ là sáng. Và ngày hôm nay nhá, bên em sẽ đầu xuân năm mới là em sẽ giảm giá cho anh em 5 chiếc đầu tiên với một mức giá cực kỳ là hấp dẫn. Cũng như là đây, sẽ có hai quà tặng cho các bác. Em đã nói từ video đầu tiên rồi. Quà tặng đầu tiên vẫn là một chiếc dây quang dài 2m cho các bác kết nối trực tiếp từ TV. Đấy, một phần quà đầu tiên. Và phần quà thứ hai ngày hôm nay sẽ tặng thêm cho em một bộ pin sạc double pole, bao gồm một ốc sạc và 4 quả pin. Về nhà các bác sử dụng mic không dây, mua một anh em được 3, được vang này, được pin sạc, được dây quang. Đấy, vẫn sẽ tặng đầy đủ dây kết nối đẩy hoặc là đi. Và ngày hôm nay sẽ tặng thêm em 2 phần quà. Và giá thì cam kết là giá tốt nhất thị trường. Ngoài kia các đơn vị khác bán cho các bác anh em là giá 1.6.7.000. Nhưng ngày hôm nay nhá, đầu xuân năm mới em giảm giá cho các bác, giá chỉ có 1.350.000. Đấy, anh em không nghe nhầm nhá, 1.350.000 bao ship, tặng dây jack kết nối đẩy hoặc lâm ly. Và ngày hôm nay tặng thêm em 2 phần quà. Đấy, một bộ pin sạc và một dây quang dài 2m, giá cực kỳ tốt cho các bác và anh em. Thì anh em nhanh tay nhá, nhắn tin số em chốt vang ETC 890 hoặc là chốt vang 890, giá cực kỳ tốt. Nhắn tin trực tiếp số em hoặc là Zalo nhá, sẽ có nhân viên chốt đơn cho các bác, sau đó gửi hàng. Anh em nhận hàng sau khoảng 2 đến 5 ngày tùy xa và gần anh em nhá. Giá cực kỳ tốt, 1.350.000 bao ship tặng giá kết nối đẩy hoặc là mini, tặng thêm 2 phần quà. Đấy, ngày duy nhất 5 chiếc đầu tiên. Đây, 5 chiếc đầu tiên khai xuân cho các bác và anh em ạ. Cảm ơn các bác và anh em rất là nhiều nhá. Hẹn anh em ở các video tiếp theo từ Thế Nhau Đồ ạ. Xin cảm ơn anh em.